không có tiêu tan. Việc chỉ còn ở trần gian là điều huyễn hoặc chớ mang nơi lòng. Điều thứ hai thầy dạy trong đệ tử, tình bạn bè phải giữ thủy chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô, dìu dẫn nhau điềm tô công hòa, phải thật tình với ngay cả chung mà quanh, thiệt nga thoại cam chịu đã đành, vô vi phẩm mà gì thầy dành cho con. Điều thứ ba vẹn toàn hạnh đức, tùy bán buồn cơn cực cái tạo tầng, đổi công nuôi lấy tấm thân, đừng ham mến chuyện phi nhân cái gạt lừa. Dầu vàng bạc đầy rương càng tô, cuộc trần này chưa đủ con ơi, ác gian cũng chỉ một đời, thà nghèo trong sạch thành thôi cái linh hồn. Điều thứ tư pháp mà môn quy luật, lúc thật mà trái số sức trao nguồn dồi, thật na thà xương máu thành là hôi, có cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi thượng hằng thấy hiền, không xác xanh cái lòng mà thiện ta còn. Lạc trái tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm mà chán cái máu hồng. Điều thứ năm quyết không mà hờn mà dân, kết gánh chỉ cho bằng lòng mình. Thiên kinh hiền nhân quân tử mà rộng mà tình vô câu, muốn việc xảy bắt đầu sống nọ là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, tập sống chữ nhận niết bàn không mà xa. Điều thứ ngân sao thiết tha thầy dặn, ngày hai thời lắng lặng công phu, việc chi giàu quá cần cô, cũng nhân dài phút tập tu nguyện cầu. Khi rành việc đồng mà xấu chợ búa,
tấm kinh mà tự của thầy ban, học cho thông mà thuộc đôi hàng, ngân nga trong lúc thanh nhàn băng quăng. Điều thứ bảy quyết tăng công hoàng, an ủi người và cả ốm mơ đau. Tuy duyên có thể giúp vào, làm công quản nạn khi nào cần con. Vẫn còn muốn thờ, tuy vô mô hình đừng ngờ rằng không. Con ơi trong mà quài chồng hồng, mấy ai nghĩ đến một cõi lòng mà thanh cao. Điều thứ lời nào thầy dạy, dầu khổ lao chớ nài công mà mình. Biết rằng con phải hy sinh, Phật tiên đâu ngộ nợ quân tình hay sao. Đừng chấp việc núi cao cái rừng thăm, hay là đường muôn dầm trong gai. Hãy con mà thề giữ con lòng, đương nhiên đắc đạo thoát dòng tử sanh. Điều thứ chín đạo lành cơ bản, giữ làm sao cho bạn không thù. Ở đây con nhớ rằng tu hạ mình nhân lỗi, mặc dù là không lời nói sao hòa trong hiệp ngoài. Đừng hơn người tuy phải ép lòng, không mà ham những chuyện mơ mong. Vừa nó đồ ấm đeo bọng mà chi. Điều chó hết mười chăm nhớ, Phật pháp tăng con nhớ quên ơn. Gia đình nghĩa toàn nhiều hơn, tình thương xã hội giúp mà con thiết cần. Phần con cháu có những lời dặn bảo thầy mong. Con ơi hãy khá ghi lòng, bấy nhiêu tâm quyết mấy dòng mà thi văn. Nay con cúi đầu lại tổ thầy, công ơn thầy tổ tỏ bày dạy khuyên. Dạy con tu học làm hiền, dạy con kính trọng tổ tiên ông bà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ân. Và con yêu nương mến dân, dạy con học đạo lập mà thân sau này. Dứt canh thâu thầy đứng trên đầu kêu gọi tên con, bảo rằng con ráng lo tròn sau này thầy cứu cho con đi trở về. Ôi đừng bỏ chúng mà con chẳng miên. Bây giờ con có nhung duyên được thầy dạy nhà dỗ lên thiền quán ba, thầy thương thầy độ tròn gặp nhiều xui rủi nhờ ngờ ơn cái của thầy. Ơn thầy không dám làm mà ngơ, nghĩa thầy mãi mãi con thờ trong tâm. Nguyện cầu nước mắt lâm mà râm những lời thầy dạy trong tâm cái nhớ hoài. Thầy thương con nguyện ăn chay niệm Phật mỗi ngày con được hồi sinh. Giờ này dứt quyền tâm kinh để cầu sám hối nghĩa tình thâm sâu. Hiện giờ thầy ngự nơi đâu, chúng con sám hối lại ai cầu chứng an. Nguyện cầu đại đức Thiên Hoàng thầy về ân chứng giải vì gian khi chốn này. Lại này con lại tổ ngộ thầy thương tình hổ đồ cho con mà hồng bài. Ngoài trời trong phòng lặng lẽ mình thầy nhớ đèn, lưng đã mỏi vừa nằm thiếu thiều, hồn bồng dâng theo điệu nhạc.
trời. Rồi liền đưa đến xa khơi, nhìn xa mới biết là nơi Liên Trì. Lòng tự hỏi đến chi dây nhì, chưa kịp mà cho ý nghĩ trả lời. Liền nghe gió thoảng đưa hơi, Liên Trì có một hoa tươi cây nở bừng. Tùng người lấy sắc đẹp pha lẫn tối hào quang, tự nhiên tiếng nhạc điệu đàn từ trong mà sen ở ấy nhịp mưa nhàng trỗi lên, hồn lẫn tiếng thầm tiếng gọi lời ca rằng con hỡi là con đường ngã trần, con ngọc đã mòn từ xưa giả sắc nay còn tim gan, chừng nào con niết bàn nhập tịch nhập mà không mất tích ở con. Lời ca trầm mà bông déo giòn lưng rồi mà tiếng vẫn còn chi vui, hồn ta vẫn tức theo tiếng ấy đứng lặng như mà tờ giấy hình đồng, khác nào như quang hư không, chính mình lại chẳng ngóng mà trong cái thấy bóng có ngọn đèn bóng lại mọc khá, trong đèn hiện độ Phật Đà là mười phương, mỗi Phật mỗi hình chung đẹp đẽ, đẹp đẽ hơn tưởng vẻ trong gian. Phật dân minh vàng nhưng hào quang có muôn ngàn khúc nhau, màu nhiệm thay Phật nào ta ngọ, tất nhiên là Phật có lời xa rằng con ơi Phật ở không mà xa, tầm đâu tất thể Phật là đây ư. Hoa này vốn chân như pháp bụng, đèn này là vô hồ diệu năng, nếu người không có thiện căn thấy qua qua chẳng nói rằng chi đâu. Qua cảm được sở cầu của chúng, đèn thông qua y
trần gian. Trong đèn có pháp chân quang, sức năng hiện khắp mười phán cái Phật đàn. Phật mỗi lời xa chỉ diệu, khiến người xem được căn hiệu căn duyên. Con không là kẻ đầu tiên, xưa nay đã lắm người xem cái đèn này. Rõ như gương, con ơi nơi cõi trần dương đang còn sầu khổ vì cơn cái bùa bùng. Con hầu chi muốn cùng chư Phật khỏi cuộc căn quan. Lòng mà con cảm đến Phật Đà, khiến cho thấy được đóa hoa cái sen này. Lời trong qua mở khai lúc nào Phật ca hơn một nguồn. Con hãy xem các phương Phật khác, cũng Phật đây có khác hay chăng? Đồng tâm đồng một bản năng, diện hình dung cùng đồng. Lấy dây để mà trong thì biết Phật với phàm giả thiệt khác nhau. Phật đồng tâm niệm sắc màu, phàm thì khác tương khác vào trong tâm. Tâm niệm khác khiến tham muôn khác, tính trong nhào tạo các khổ nạn. Khác hơn Phật ở Niết Bàn, cùng tâm tình cùng mà đang từ bi. Dắt con đến đây chỉ cho biết, muốn dạy con một việc rất cần. Con nên tính mình tâm thần, để rồi lời Phật thiệt hơn chứ to tài. Con ơi, khách chẳng ai đang ngủ, màn vô minh phức phổ say sưa. Ngoài trời ầm mà ý gió mưa, nhà hư sắp mà đổ mang chưa cái tình hồn.
là người phải biết thương người. Còn mau lấy giả bi từ khuyên dân, trời lấy có dĩ thần hung ác sẽ ra tay tận sạc nhân gian. Từ người giàu có phận cao sang, đến người đói khát nghèo nàn không tha. Chỉ có đức mới là tránh khỏi tài mây không mà chống trời quang. Vì thần ấy lúc nổi ra chúng sinh thế giới ta bà chứ nát ta. Có đức có hào quang bảo bọc, thần ác không dám xúc đến mình. Phép này tối diệu tối linh, hay là tự cứ lấy mình đây con. Bòn phước đức hơn bòn của quay, có tiền dư mấy đài cứu dân. Ấy là phép nhiệm che thân, cho ra hồn mắt để dành tiêu tan. Phật nói xong tay vàng liền chi, nơi phía tay liền thấy Phật ra. Vì thần bộ mặt xấu xa, tay cầm một vật gọi là mê chung. Rung lên tiếng tìm người nghe liền biến tâm mà thần. Mắt tay đều bị mê lần, đất trời thấy tôi mà ngã lăn chết liền. Dù cho tiếng đi nữa bị mê rồi khó chữa lắm con. Vật kia hồi có càng khôn, thì là có nó nay còn lại ngay đây. Chống được nó Phật ra một kẻ để thua. Phật thì lấy đức làm vua, Phật thì lấy đức chẳng hề thua ai. Trong đức có đủ hào quang diệu, cứng chắc hơn gọi kim cương, gọi là diệu pháp chân dương. Phép là không thể cử đương được nào.
đức càng lớn, quang hào càng chắc, được viên dung đồng Phật Như Lai, đức mẹ của muôn loài, đức không có ấp chẳng có ngày nào an. Chính các Phật mình vàng chói rực, cũng là do nơi đức sanh ra. Đức công không có Phật đà, đức là nguồn cội của nhà chân tu. Đạo công đức đạo màu trắng gọi, đức muốn tơ nên mới tu hành. Con ơi muốn đạo quý thần, đức là căn bản ráng dành thêm cao. Thần ác không xâm phạm được mình, ấy là đêm tối diệu linh gọi con đến để chồng tình bấy nhiêu. Phật nói xong liền nhéo đôi mắt, rồi tự nhiên lặng bật ấp mất đi. Cúi đầu tạ đức từ bi, nhiệm màu giá chẳng còn ghi nghi chút nào. Ơn đức ấy chạm vào tim phổi, nguyện nói theo cho cõi lúc phàm. Cảnh này lòng chẳng muốn ham, thì còn chờ đợi tham cái cảnh nào. Xuyên đường đèn cao đường ấy, có sức năng hiện thấy mười phương, chỉ phàm không thể suy lường, đang cho sanh chúng cũng dường từ bi. Còn nghĩ suy nghĩ, xen bỗng nhiên phức phản một cành, kế rồi tiếng nhạc liền xoắn thần ca một khúc vang lớn êm đềm. Không có cõi xem này sáng tỏ luôn luôn, mỗi qua mỗi cảnh khác thường, trong qua có Phật hiện đứng cái tòa thiên. Phàm khó tính cho ra, như qua chẳng có tàn già, lúc
nào cũng đẹp như là mới sinh. Ráng tu để cứu lấy mình, ngày gần sắp lộ gian linh hải hồn, sắp đến bút rõ cung thế giới, nghiệp chúng sanh đã tới lúc mòn. Khổ nhiều hơn sự an vui đó, không tu có thoát qua mọi mà đại tai. Có một vị ngồi ngoài phố xa, mặt ta tới như kẻ mà kẻ cái ăn con với bác ra tay giúp. Tuy thân phần bằng cũng rất ra, cũng là người như cả mỗi người, xin thương chớ già nào cười kinh khi. Tiền nay giúp một lời mười trả, nhân loại sắp bước vào hoạn nạn, vật quý chi cũng tan ra cho. Thân này nay chẳng đủ no, xin cô với bác tỷ cho ít nhiều. Miệng vừa nói mà lưng vừa cúi, nước mắt rơi như suối đổ ra. Kế nghe có tiếng Phật đàn rằng con ơi ấy chính là Quan Âm. Biết bao kẻ đã lầm lạc đến, cho rằng phường lười biếng ăn ngả mài, nào đây là Phật vị Nga Lai, vì câu bi mần ngồi ngoài là chợ đông. Kẻ nào thi một đồng một cắt, bước to bằng trái đất đấy con. Kẻ làm nhiều chất đường non, người không lầm mà thật ít còn chi hơn. Phật nói rồi bình thân im lặng, ta liền quay gót chẳng bên kia. Đồng mà trong ánh ngọc một tia, có gì Bồ Tát đang lễ mà gót trần. Dĩ ngờ quán liêm mà chật, thêm đầy lòng những đức y
sĩ bên hồ về bất cần, một mình đi lại xa gần xét xe. Thương dân thề anh em ruột thịt, vừa giúp mà dân chẳng tiếc một điều, tức nhà cho kẻ bị thiếu, ruộng ban cho kẻ thiếu điều cài canh, tức cho mặt được lành thân thề, đối cho ăn mà để khỏe mạnh lớn, chẳng bằng không lúc nào quên, lại thường khuyên khức theo nền Phật gia. Riêng ông quên cửa nhà con vợ, chỉ lo bề ăn ở cho dân, khiến cho vàng trẻ sang gần thấy đều biết cảm mến ân rất nhiều. Luật nhân quả rất bình công vô cùng, riêng con khé nên nhận lòng mà tu, trong mà gai thúc tình nhân sanh, khiến người phải có tánh hiền lòng thanh, ấy là biết cứu phàm tình đấy. Nghe lời thầy lòng son tim tỏ ra, có cảm thì tức có ứng ngay, giống nào trái nấy chẳng sai lời thầy. Phật đúng phép thập mà thâm vi diệu, không Phật tâm khó hiểu Phật cơ, nhiệm màu từ trước tới giờ, bí quyền nay cùng vẫn chưa hiểu cùng. Người biết một ở trong muôn việc, chớ nào đâu hiểu hết mấy sâu. Nhiệm mà màu sao trước, nhiệm mà màu môi mình biết được đuôi đầu sẽ thông. Khuyên sanh chúng để lòng xét kỳ, chọn lấy câu nhân lý mà làm mà theo, đâu là nước bọt mây bèo, đâu là sắt đá sơn khéo kinh nghiệm rằng. Rồi tự lực thiện hành chánh đạo, có ngàn muôn chớ nào tâm linh, luôn gìn vẹn đức kiên chính, không nên Phật thân cũng mơ thành thiên nhân. Đời có phải là hơn mọi kẻ, căn tình yêu đáng lẽ tôn sùng.
sung. Khuyên người suy xét càng cùng để lo cho khỏi lụy chúng kiếp tàn. Vừa theo những lời vàng Phật bao, cõi trần là huyền áo sắc tiêu. Cột mà siêu gặp con bão tố mà dễ nào đứng an. Cuộc sắc độ tiêu tàn khó chấm, ở trẻ già hãy lanh cho mau. Đừng chờ khi gió thổi vào, mạng căng kia khó giữ sao cho còn. Quý quá thay thầy ngôn vừa bao, cánh màu do tâm tạo mà sáng. Nếu đồng tâm với Phật Đà, tất nhiên cảnh Phật sẽ là thấy ngay. Suy nghĩ thế lòng mà đây phơi phơi, tu thì thành chẳng thở nào không. Nguyện đi kêu khắc đại đồng, cho người cũng mơ cõi trần hồng rắn tu. Ta nghĩ xong cúi đầu bái Phật, xin đòi ơn của Đức Đại Từ. Phật liền nhất miệng mỉm cười, thoát qua một mơ cái mất hồi nào đâu. Ta đang ngẩn ngơ theo phép niềm, tay liền nghe con tiếng lá rung. Nhìn ra cành qua chuyển lại dài bần rồi ra cái ngón ngà liền. Nhiều Bồ Tát hiện chân là ấy, lá không mà chìm vẫn thấy tự nhiên. Vì nào cũng rất trang nghiêm, đồng thuận cất dòng ngắm lên cái lời màu. Nam mô Đức Bổn Sư Thầy Tổ chứng minh. Thank you.
thiện cơ chuyển lập thiên quân chi long hoa đại hội cận đến rồi thượng cả vũ trụ đồng hóa chiêu đòi thay hồng ba la bảy mười hai dùng đất nhật nguyệt tinh xương tất hoàng địa cầu nay đã gặp gần qua cuối ngọn hà như hình đất nghiêng ngày đại hội một thiên là một công bài ngày là nước nguyệt ngân đi không hơi mà thờ mặt tình thánh tiên con Phật Phật liền cứu chữa con tiên đôi bữa sống liền con ma chật đật muôn thiên con thần trở lại làm hiền trị dân các điểm hình ấn cần mượn xác mượn ấu nhi tươi tốt tâm thần tìm đi biển hải đảo thành long qua chừng ngày ấy núi ra bể cả biết thành non nước cả dầu xa tẩu thạch thủy nhòi đi lên thêm đằng đứng ngồi nào yên bên Đông Á đất liền Nam Việt nhờ sự tu hiểu biết hẩm phúc qua ngày đợi ngày minh nhật Phật nay định phần Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa quý vị, Minh Trung và cùng quý vị vừa đồng hành qua địa 4, 10 điều thầy khuyên. Cũng là ngày 21 tháng 6 năm Nhâm Thìn, Dỗ Quý Kỳ Sư Ông lần thứ 16 tại Tiềm Thức Minh Khiết, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và Minh Trung đại diện trong đạo tràng, sư phụ Sư Minh Khánh.